đơn vị nhỏ lẻ, họ không đủ tiềm lực, họ cũng đang rất là họ không có trường vốn, họ không đủ tiềm lực thì họ đang rất là khó khăn, đang khó khăn. Thì đây là một trong những cái lưu ý mà mọi người cần phải lưu ý trong cái thời điểm như hiện nay để chúng ta mua ghế massage cũng như lựa chọn những sản phẩm ghế massage mà mình có thể là yên tâm, mình có thể là được đảm bảo quyền lợi của mình sau này. Những lưu ý khi mua ghế massage toàn thân trong thời điểm hiện nay là gì? Xin chào các bạn, tôi là Chu Quang Huy và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái lưu ý về cái việc khi chúng ta đầu tư mua sản phẩm ghế massage trong thời điểm hiện nay là gì. Bởi vì hiện nay khi tôi quay video này là đang ở trong trung tuần của tháng 6 năm 2022, thì đây là một cái thời điểm rất là nhạy cảm và nó vô cùng là hỗn độn ở trong cái thị trường ghế massage. Cái thời điểm này thì có rất nhiều các doanh nghiệp đóng cửa và rất nhiều các cửa hàng đóng cửa, cũng như là rất nhiều cái cửa hàng mới mọc ra. Đây nó chính là một cái quá trình gọi là một quá trình chuyển giao, tức là vẫn là những người như vậy thôi nhưng họ sẽ đổi tên những cái cửa hàng của mình để gần như kiểu là những cái khách hàng cũ khi họ bán xong đó là họ sẽ tức là khi họ đổi tên rồi thì là cái phần chịu trách nhiệm nó sẽ bị xóa bỏ, nó gọi là đập đi xây lại đấy, kiểu nôm na như vậy. Là một cái thứ hai nữa là trong thời điểm bây giờ đang cũng rất là khó khăn về kinh tế, thì những cái đơn vị nhỏ lẻ họ không đủ tiềm lực, họ cũng đang rất là họ không có trường vốn, họ không đủ tiềm lực thì họ đang rất là khó khăn, đang rất là khó khăn. Thì đây là một trong những cái lưu ý mà mọi người cần phải lưu ý trong cái thời điểm như hiện nay để chúng ta mua ghế massage cũng như lựa chọn những sản phẩm ghế massage mà mình có thể là yên tâm, mình có thể là được đảm bảo quyền lợi của mình sau này, đúng không ạ? Đó, thì đầu tiên là như tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ chỉ lựa chọn các thương hiệu lớn để mình làm thôi, để mình gửi gắm thôi, lựa chọn các thương hiệu lớn để gửi gắm. Đó là các cái thương hiệu mà các bạn có thể lên Google, các bạn search, ví dụ như tôi thấy ví dụ như King Sport, ví dụ như là Boss hay là Pongsan ấy, hoặc là Fuji Group, Fuji Luxury, hoặc là Elite Sport, tức là một số thương hiệu lớn mọi người cần phải lưu ý, chúng ta có thể lựa chọn để gửi gắm cái niềm tin vào đó. Đó, cái thứ hai nữa đó là hãy tìm các cơ sở uy tín ở gần nhà các bạn, và đặc biệt là những cái cơ sở nào họ hoạt động lâu năm rồi thì họ có một cái data khách hàng rất là lớn và họ đã tồn tại qua rất rất nhiều thời gian rồi, thì họ có một cái sức sức bền cực kỳ tốt luôn, đó. Chứ còn có rất nhiều các cái cơ sở họ mới mở ra được khoảng một thời gian rất là ngắn thôi, và sau khi kinh doanh không hiệu quả hoặc là họ khai thác một thời gian rồi thì họ sẽ đóng cửa. Bởi vì hiện nay tôi thấy tình trạng đấy nó diễn ra cực kỳ phổ biến và tôi muốn làm video này để khuyến cáo tới mọi người. Bởi vì trong thời điểm bây giờ thì bản thân là thị trường đang rất là hỗn loạn, và cái điều này tôi đã nói cái đây khoảng hơn một năm trước, gần 2 năm trước rồi. Đó chính là gì ạ? Thị trường nó sẽ đến một cái giai đoạn đào thải. Nếu như những người không xác định làm uy tín, làm chuẩn chỉ lâu dài thì chắc chắn sẽ bị đào thải khỏi cái thị trường này. Chắc chắn sẽ bị đào thải, bởi vì mọi người đừng có nghĩ đơn giản là ví dụ như là một cái ghế massage nhập vào 30 triệu bán 31, 32, 33 triệu là mọi người đúc túi được 1, 2, 3 triệu là có lãi, không phải đâu. Và cái người mua hàng các bạn, những người mua hàng các bạn cần phải hết sức tỉnh táo, minh mẫn. Bởi vì làm sao? Bởi vì nếu như họ không đủ cái biên độ để chi phí thì cái sản phẩm đó sau này sẽ không ai chịu trách nhiệm cho các bạn cả. Và nó giống như cái việc các bạn mua thẳng đồ, các bạn hoàn toàn có thể mua thẳng đồ ở trên Taobao, ở trên 1688, ở trên Alibaba, những cái ghế massage như này hoàn toàn có thể mua ở trên đó rẻ hơn khoảng 5 triệu, 6 triệu so với việc bạn mua ở Việt Nam nếu như cùng tính năng. Còn nếu như cùng là hàng công ty, thậm chí bạn sẽ phải mua đắt hơn so với ở Việt Nam, đúng không? Nhưng cái điều mà các bạn sẽ nhận được là gì ạ? Đó là các bạn sẽ không được bảo hành trách nhiệm ở những sản phẩm như vậy. Thì cái điều này tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tôi biết rằng khi tôi làm video như này thì có rất nhiều những người sẽ ghét tôi, nhưng mà tôi chấp nhận điều đó, bởi vì làm sao? Tôi muốn những người tiêu dùng là số đông nhiều hơn, mọi người sẽ có được những cái tốt hơn để lựa chọn và để giúp cho cái thị trường nó phát triển một cách bền vững hơn, giúp cho thị trường nó phát triển một cách mạnh khỏe hơn. Đó thì điều mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Đó, cái đầu tiên là chọn những thương hiệu uy tín, đúng không? Thứ hai là chọn những cơ sở mà ở gần nhà các bạn, nếu mà tôi không biết được của thương hiệu nào nhưng các bạn, như gần nhà các bạn họ làm lâu năm rồi thì các bạn ok.
đúng không ạ? Hoặc nếu không các bạn có thể lên mạng tìm kiếm những cái đơn vị uy tín, đúng không ạ? Còn đừng nghe quảng cáo nhé, phải nghe review, phải nghe, đừng nghe quảng cáo, phải nghe những khách hàng sử dụng thật, đúng không ạ? Cũng đừng tin vào mấy người nổi tiếng, bởi vì họ quảng cáo, họ là họ nhận tiền thôi chứ cũng chả có gì cả, đúng không ạ? Đơn giản là hãy tìm những khách hàng sử dụng thật sự, những người nông dân, những người dân bình thường thôi, chứ cũng chả cần phải là người nổi tiếng nọ và người nổi tiếng kia đâu, bởi vì đơn giản là họ nhận vài chục triệu họ làm quảng cáo cho bạn là xong đó. Thì video này tôi muốn chia sẻ với bạn những cái điều như vậy. Các bạn nhớ follow kênh YouTube của tôi để biết thêm nhiều điều tuyệt vời nha. Ok, xin chào bạn, bye bye.